Hi, Ruby chào cả nhà và tất cả các bạn nha. Thì hôm nay lại tiếp tục cái công trình. Bây giờ mình sẽ làm cái hàng rào nha cả nhà. Giờ ông cậu cũng đang làm cái hàng rào, còn mình thì đang chẻ tre ha. Chẻ tre, cắt tre rồi chẻ ra. Ông cậu sẽ cột cái hàng rào nha cả nhà.
Vậy là hoàn thành cái chòi tre nha cả nhà. Tuy dụng cụ đơn sơ và những vật liệu đơn giản, nhưng đó là một kỷ niệm đối với Ruby Hi. Rất mong sự ủng hộ của cả nhà và tất cả các bạn để mình có động lực làm những clip tiếp theo hay hơn nữa nha cả nhà. Một lần nữa Ruby Hi chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị cùng các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ kênh. Chúc cả nhà và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé. Giới thiệu nha cả nhà, thì rừng nha. Thì cái trại của mình làm xong cũng 80% rồi cả nhà. Cái này thì mình dự phòng mùa mưa thôi, còn không mưa thì mình gỡ ra ha. Chủ yếu mình cái đó là mình làm dự phòng để cái gì mưa gió mình che. Cả nhà thấy video của mình hay thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ kênh nha. Cuối cùng thì cái trại mình với ông cậu cũng làm cũng xong rồi nha cả nhà. Thì nói chung thì xong thì cũng được 80% á cả nhà. Nhìn nói chung là rất là thích luôn. Nói chung cái gì mà mình làm ra được mình rất là thấy rất thích và rất là vui. Cả nhà cảm thấy yêu thích video của Ruby Hi thì hãy cho Ruby Hi một like, một chia sẻ và một đăng ký ủng hộ kênh nha cả nhà. Làm cái trại này hết 2 ngày rưỡi nha cả nhà. Giờ video mình cũng hơi dài rồi. Bây giờ Ruby Hi xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye.